Còn bánh gì mua bánh đó. Camera cho đẹp, camera thôi. Camera đi. Nè đi. Đi với chị đi bán bánh thấy vui quá. Rồi chào bà con cô bác nghe, thì hôm nay mình đi theo chị Hoàng nè để chỉ bán cá. Giờ chị em đang đi bổ đồ. Cái bên là Thiên Bảo Thiên Năng bán mì. Quay gì quay phải mày vậy? Mì kè hả Thím Bảo? Hả? Mì kè hay mì thường? Mì kè. Mì kè vàng. Kế bên cũng có xe bán lưu động. Dao của con đâu rồi, bỏ đây. Dao đại đi coi chi. Giờ lên đi tìm cái đó đâu mà. Cá rồi. Cá chào bà con nghe, và chị em mình đi tới cái chỗ vùng quê nè để bán cá với bán bánh. Hai chị em mình đi tới đây rồi. Cá đi còn cá nè. Cá chị trơn luôn. Ủa, mới đây hết rồi ừ, hả? Ừ, trơn cá. Bữa nay quá trời hay. Chị chỉ còn bánh nè. Dạ, bữa nay. Bánh với đồ ăn hết luôn. Hết luôn. Cái gì cũng hết luôn. Mua bắp đi. Mua bắp, mấy bánh cam nè. Nè, mua này rồi nè. Xương xa. Ừ. Mua ổi đi. Lấy cái ổi đi. Cái nữa đi. Hết giờ thì nó canh ăn được rồi. Rồi không có bình định không cái là người kia nhất. Trời, cái canh cũng nhá xíu rồi ha. Ừ, cái canh chỉ có 2 kg à, 2 kg à. Chị đâu có lấy con bự. Thôi bên chị sẽ đẩy. Để với năm 12 đi. 12 rồi. 12 được bao nhiêu bánh? 17 ngàn bánh. 18. Hả? Nè. Thương cái này 15, 18 ngàn bánh nè. 12 với 18 hả? Là 3 bốn đồng hả? Bánh này.
đưa lên mạng cái gì. Làm gì này mua bánh mà quay phim vậy? Ăn đây, ăn cái này ở đây ăn hàng hay gì tới mà thích quay ăn bánh chị này nè. Vậy ừ, mua cái gì đi rồi nội trả tiền nha. Mày thì chưa trên đây mày mua gì trên vậy chứ thì con mua bánh thì trả tiền chứ trời. Cho bánh trả tiền của bà ơi. Tiền của bánh tiền của cô tự trả. Này ngán bánh canh rồi. Bà Út mày đâu mua bánh cam rồi. Không, mua bánh cam không có bánh cam. Nè. Bánh cam bự lên. Bà trả tiền bự nó nào. Cái nào bán tiền đi. Bà trả 10 triệu đi. Trời ơi, dưới đó. Mày hay quá, 10 triệu luôn. Đó, 10 triệu á. 10 triệu á. Rồi. Cuối 2 đó. Cuối 2 có 16 ngàn hả? Hai cái năm một cái tiền nhận lên á. Bà vừa ơi kim nè bắt bánh. Dạ. Mua bánh đi, mua bánh ủng hộ đi chiếm. Bánh mì. Bánh mì có sợ rồi vô bà. Rồi 4 bịch. Ủa 3 bịch chứ. 15 với 6 là 21.000 hay. 21 là thiếu bãi, thiếu bãi nhà hay gì. Có, tại nó dưới đây có. Rồi. Còn cá mắm gì không? Cá không hết. Đây. Dạ. Nay gì đâu có chở hả? Có đi đâu à? Mắc giữ thằng nhí đó họ khỏi nó đi luôn. Ừ. Mua có mịch kìa. Mua cho nhí đó thôi. Mua ủng hộ thêm đi cho gì về lẹ về. Thôi mà bánh canh không ăn. Chạy ra rồi, chạy ra đâu. Con gô đưa muốn sữa đó đó. Cái đẻ bánh đẻ. Đây nó tao tao. Có hai bịch nha. Nhéo là cái còn có Bình Định nè. Ai cũng biết đâu. Thôi quay về bán. Rồi là hai chỗ này mới phiên cho mở nè. Mua ủng hộ cho chị về bữa nay cùng ta đi với chị đi bán bánh nè. Quay chị bán bánh đi, chị bán bánh. Dạ. Quay bánh. Quay làm gì vậy chú? Dạ cho con lên mạng. Quay chị bán bánh. Quay bà đâm được à, bà bùng sổ. Thôi tôi quá mà đi quay tôi. Quay cao quá trời. Rồi quá nãy nãy như vậy. Đây nè. Ai chú nãy đâu mà biết bà cái này 10.000 phải không? Nhá, 10. Tao biết chị hay. Dưới đó nhiều. Đây giờ tao mua bánh gì đây? Còn bánh gì mua bánh đó? Cầm bánh trà cho đẹp, cầm bánh trà thôi. Cầm bánh trà đi. Mình mở lấy bánh luôn hả? Lấy bánh luôn. Nhà là có mọi người cắm. Mua. Đâu có chị đi bán hay chứ cất nhà lầu rồi đó. Hồi sớm có thấy cất nhà rồi, nhà lầu. Ừ, nó có nhà lầu. Rồi cất nhà phải có chị không chị? Chị không? Đang cất nhà phải không? Không. Ủa nhà nó của ai? Nhà nó của cậu chị à. Chị không biết sao á. Dạ. Ai biết. Em tưởng hôm qua nay chị cất nhà chứ. Không có. Nhà đó nhà của cậu chị à. Rồi xong. Rồi. Nước sữa này. Chị chỉ làm rồi nhưng mà gần chỉ làm nhà cứ chưa hay máy như hồi xưa á. Dạ. Má đâu. Má đâu. Rồi chị đi nha. Dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Nay đi. Đi với chị đi bán bánh thấy vui quá. Thôi là má đâu.
nó hở lấy điện thoại đó hả, tao coi coi. Đến đây thì mình cảm ơn bà con đã theo dõi. Sáng giờ mình chị cùng chị đi bán bánh bán cá vui quá.